Việt Hương chính thức đón Phi Nhung về Việt Nam, không thể giấu thêm được nữa. Hôm nay chúng tôi vừa nhận được một thông tin vô cùng chấn động, nhưng đây có thể sẽ là tin vui đối với những ai yêu mến ca sĩ Phi Nhung. Đó là ca sĩ Phi Nhung vẫn còn sống, hiện tại cô đã trở về Việt Nam sau hơn 2 tháng điều trị Covid-19 tại Mỹ. Thông tin này vô cùng chính xác bởi nó được chính nghệ sĩ Việt Hương tiết lộ. Việt Hương gần đây đã có một buổi phỏng vấn với giới truyền thông để chia sẻ về tình hình hiện tại của Phi Nhung cũng như quyết định sẽ tiết lộ một bí mật đồng trời mà theo cô nó sẽ làm bùng nổ một làn sóng tranh cãi trên cả nước. Cụ thể của bí mật mà Việt Hương đang che giấu là gì và mục đích thật sự phía sau sẽ được chúng tôi công bố ngày sau đây. Trước khi xem tiếp bản tin thì đừng quên ấn like và đăng ký kênh để cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất về ca sĩ Phi Nhung mỗi ngày. Cụ thể theo như chúng tôi điều tra được thì vào sáng nay, nghệ sĩ Việt Hương đã có mặt tại sân bay và như đang chờ một ai đó. Sau một lúc chờ đợi thì chúng tôi như chích đứng khi thấy trước mặt mình là hình ảnh ca sĩ Phi Nhung bằng xương bằng thịt. Cứ ngỡ là chúng tôi nhìn nhầm hoặc có trường hợp người giống người, nhưng nhìn kỹ hơn thì đích thị đây hoàn toàn 100% là ca sĩ Phi Nhung. Ngay sau đó chúng tôi đã lập tức có cuộc phỏng vấn với nghệ sĩ Việt Hương về vấn đề này. Theo đó cô tiết lộ, hiện tại vẫn chưa có thông báo chính thức, cô không thể tiết lộ gì thêm. Tuy nhiên cô vẫn khẳng định một điều, Tin đồn ca sĩ Phi Nhung còn sống là sự thật 100%. Cô ấy đã hoàn toàn khỏi bệnh sau hơn 2 tháng tích cực điều trị tại Mỹ và đã trở về Việt Nam trong hôm nay. Ngoài thông tin trên thì vị Hương từ chối cung cấp mọi thông tin ngoài lề khác, có lẽ phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa để phía quản lý cũng như gia đình của Phi Nhung đưa ra công bố chính thức đến người hâm mộ. Sau khi chúng tôi công bố thông tin này trên mạng xã hội thì đúng như dự đoán, một cuộc tranh cãi vô cùng nảy lửa đã diễn ra. Một bên cho rằng nếu thật sự Phi Nhung vẫn còn sống thì đây là một điều rất đáng mừng. Chúng ta hãy bỏ qua cho Phi Nhung để cô sớm quay lại sân khấu và tiếp tục là một cô ca sĩ được hàng triệu người yêu mến. Nhưng bên còn lại cho rằng không thể chấp nhận việc Phi Nhung qua mặt dư luận bằng cách làm đám tan giả và giả chết như vậy được. Rất nhiều người đã rơi nước mắt vì ca sĩ Phi Nhung cần làm rõ vấn đề này và Phi Nhung phải ra mặt để giải thích rõ mọi chuyện hiện tại những thông tin này vẫn chưa được công bố chính thức và ở những bản tin sau chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn chi tiết hơn về thông tin hiện tại của ca sĩ phi nhung